Ah, pineapples. You know, Southeast Asia is one of the world's largest pineapple producers, and Vietnam is the fourth largest producer in the region. Let's go to Phú Yên. Right here in central Vietnam is where some of the highest quality pineapples in the country are grown. It's very sunny, it has potassium-rich soil, and it has very good drainage due to its mountainous terrain. Pineapples here taste so sweet and smell so good. But in 2017, the World Bank said that Vietnamese farmers are using too much chemical fertilizers and pesticides, causing the soil to be polluted and lose fertility. You can't fix the soil, or can you? Ask this guy. For over 6 years, this pineapple farmer faced 6 challenges that many would have given up on, but he stood firm and kept going. Xin chào, mình tên là Hương. Mình là chủ của Đồng Vinh Eco Hill Farm. Hiện tại là mình đã khởi nghiệp trồng dứa được 6 năm theo hướng bền vững và đã có được 3 hecta trồng dứa với năng suất là 30 tấn trên vòng 1 năm. That's a lot of pineapples. Maybe Hưng studied agriculture before he started his farm. Mình học đại học ngoại thương và học chuyên ngành xuất nhập khẩu và mình tốt nghiệp ra và mình thấy rằng là cây dứa ở quê hương mình là có chất lượng tốt, ngon và có lợi thế cạnh tranh so với các vùng đất khác trên cả nước, nên là mình quyết định về đây mình lập nghiệp trồng dứa bền vững và dứa hữu cơ. Trước đây là mình chưa hề làm nông nghiệp bất kỳ thứ gì và gia đình của mình cũng không phải là nông dân. If Hưng can grow a lot of pineapples here, the soil must be healthy and free of chemicals 6 years ago. Trước khi mà mình làm vườn dứa này thì đất ở đây rất là xấu. Bạn xem đất ở đây là đất đá, chai. Người dân trồng keo và trồng có phun xịt hóa chất nên là làm cho đất nó thối hóa. Như này trồng rất là khó khăn. Trong 6 năm vừa qua mình làm rất nhiều công việc để cải tạo cái vườn dứa này, có cái thành công, có cái thất bại và mình đúc kết được những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là mình phải giữ cỏ, mình phát cỏ, dọn cỏ thường xuyên. Thứ hai là mình phải cắt tỉa cái vườn dứa để tạo sinh khối. Thứ ba là mình cắt tỉa cành cây ăn trái. Thứ tư là mình cắt tỉa cành cây rừng. Lúc nào trên đất của mình nó đều có sinh khối, nó đều có cỏ và nó giữ được độ ẩm cho đất và đất tốt lên, thì lúc đó là mình trồng được tất cả mọi thứ. Pineapples require at least 2 liters of water per week per plant. It seems that Hưng's land has a source of water that can be used easily for irrigation. Cái cách mà mình sử dụng sinh khối để giảm cái lượng nước cho cây vườn dứa là mình sử dụng cái gốc thơm già sau khi thu hoạch, là mình sẽ cắt bỏ cái gốc thơm già này và mình sẽ che phủ trên đất. Thứ nhất nó làm cho hạn chế cỏ mọc. Thứ hai là nó làm cho ánh nắng mặt trời tránh bị bốc hơi nước. Nên là cái vườn dứa ở đây là lúc nào cũng có cái độ ẩm để cho duy trì sự sống của cây dứa và không cần phải tưới. Đây là dự án 50m2. Yeah! Mình xin chia sẻ về cái hành trình 50m2 dứa. Là hành trình này giúp kết nối cái người tiêu thụ và cái người sản xuất thông qua hình thức là người tiêu thụ sẽ trả trước cho người sản xuất và sẽ nhận được cái sản phẩm dứa gửi về sau. Là cái dự án này là giúp, thứ nhất là để cho mình có kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như là trại trùng. Thứ hai là mình biết được rằng là cái sản xuất của mình tháng tiếp theo sẽ được bao nhiêu, chủ động được đầu ra. Thứ ba là có thể là nhân rộng ra mô hình ra nhiều người biết, có thể để cho người dân là yên tâm sản xuất. Did you know that Hưng has to ride his motorcycle loaded with more than 100 kilograms of pineapples on a road over 20 kilometers long to sell them in the city? But in the past, this road was... Từ lúc mình lên làm cái nông trại này thì con đường này khá là xấu và mình
đã kêu gọi mọi người dân ở đây là cùng chung tay vào xây dựng con đường này, và mình cũng hỗ trợ một phần kinh phí để làm con đường này trở nên nó tốt hơn. Con đường này là đường trục chính của người dân vùng này, là hơn 600 hecta. Nên là mọi người dân ở đây người ta đều đi con đường này hết. Và hiện tại bây giờ là vẫn còn rất nhiều đoạn khó đi. Nên là mình cũng muốn rằng là tương lai sẽ cùng người dân và xin thêm kinh phí hỗ trợ để làm cho con đường này được tốt hơn. Ok, soil ready, water ready, pineapples ready, and the road ready. What about the customers? Trước đây là khoảng tầm 3-4 năm trước là mình canh tác theo hướng bền vững. Mình không sử dụng hóa chất trong nông nghiệp nên là chi phí đội lên rất cao, và lại bán với giá thị trường thương lái nên là cái giá không được cao, nên là mình không có đủ cái chi phí mình vận hành nên là dẫn tới là lỗ. Cái việc trồng dứa bền vững nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là giúp cho cây dứa chống chịu với cái thời tiết cực đoan ngày càng biến đổi hơn. Mà khi mà mình làm cây dứa bền vững thì mình lại không sử dụng hóa chất nên là lại mang cho cây trái dứa nó cái hương vị nó tốt và cái sức khỏe cho người tiêu dùng, và nó tác động tới cộng đồng là lan tỏa cái mô hình của mình cho mọi người xung quanh học hỏi để chuyển dần cái mô hình từ mô hình canh tác sử dụng hóa chất và sang mô hình là thân thiện với môi trường, trồng nhiều cây hơn, làm cho môi trường mát hơn. Hưng has a bigger dream. He doesn't want to grow sustainable pineapples alone. He wants to encourage everyone in the village to switch to sustainable pineapple farming. Nghĩa rằng là cái mô hình trồng dứa bền vững này á, là nó mang cái kết quả trong thời gian dài, có nghĩa là không phải là mới ban đầu mình chuyển đổi là mình sẽ thấy được liền, nên là cần phải có sự kiên trì. Và anh nghĩ rằng là chính cái nông trại này là cái mô hình điểm để cho mọi người tới để người ta tham quan học hỏi, để lan tỏa cái giá trị, và lúc đó là mình sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình làm để cho mọi người áp dụng được nó đúng hơn, và tạo thành một cái cộng đồng là trồng dứa bền vững để mình có thể xây dựng, để mình đưa tới những cái thị trường lớn hơn hoặc là tiến tới xuất khẩu.